Bấy giờ, Vụ Thọ Thiện hiện lại bạch Phật: Bạch Thế Tôn, có phải pháp hữu tánh có thể hiện chứng vô tánh chăng? Không, Thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải pháp vô tánh có thể hiện chứng hữu tánh chăng? Không, Thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải pháp hữu tánh có thể hiện chứng hữu tánh chăng? Không, Thiện hiện. Bạch Thế Tôn, có phải pháp vô tánh có thể hiện chứng vô tánh chăng? Không, Thiện hiện. Bạch Thế Tôn, nếu vậy, hữu tánh cũng chẳng có thể hiện quán vô tánh chẳng có thể hiện quán hữu tánh chẳng có thể hiện quán hữu tánh chẳng có thể hiện quán vô tánh, thì lẽ ra không có Thế Tôn chẳng đắc hiện quán. Phật dạy: Này Thiện hiện, có đắc hiện quán nhưng lìa tứ cú. Bạch Thế Tôn: Thế nào là có đắc hiện quán nhưng lìa tứ cú? Này Thiện hiện, chẳng phải có chẳng phải không dứt bỏ hí luận gọi là hiện quán, cái đắc cũng như vậy. Vì vậy ta nói có đắc hiện quán nhưng lìa tứ cú. Bấy giờ, Vụ Thọ Thiện hiện bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát lấy gì để làm hí luận? Phật dạy: Này Thiện hiện, Đại Bồ Tát quán sắc hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán thọ tưởng hành thức hoặc thường hoặc vô thường, đó là hí luận. Quán sắc hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán thọ tưởng hành thức hoặc lạc hoặc khổ, đó là hí luận. Quán sắc hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán thọ tưởng hành thức hoặc ngã hoặc vô ngã, đó là hí luận. Quán sắc hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán thọ tưởng hành thức hoặc tịnh hoặc bất tịnh, đó là hí luận. Quán sắc hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán thọ tưởng hành thức hoặc tịch tịnh hoặc chẳng tịch tịnh, đó là hí luận. Quán sắc hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán thọ tưởng hành thức hoặc viễn ly hoặc chẳng viễn ly, đó là hí luận. Quán sắc hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hí luận. Quán thọ tưởng hành thức hoặc là sở biến tri hoặc chẳng phải là sở biến tri, đó là hí luận. Này Thiện hiện, quán Đại Bồ Tát